kiếm. Tại vì em cũng có bạn gái rồi à, cũng muốn làm quen với bạn gái này nữa. Bởi vì em cho tên của người bạn sau lưng của em á, để khi mà lỡ em đang đi chung với người bạn gái cũ á, thì bạn gái này có điện thoại tới á, thì em nói nhầm số rồi. Trời ơi. Xin chào hai bạn giới thiệu về mình đi. Em tên là Mai Xuân Hiệp, 29 tuổi, em đang kinh doanh nhà hàng hải sản. Em là Giang Hồng Ngọc Nam, 27 tuổi, em làm nghề trang điểm. À, kinh doanh hải sản, chắc có lẽ đi ăn ốc bởi vì mới gặp nhau đúng không? Dạ không phải à. Em hôm đó em đang đi chơi với bạn em trên đường, thì tình cờ em ngừng đèn đỏ, em mới nghe một giọng cười thật là lớn, lớn hơn cả cái tiếng còi xe của em. Trời ơi. Em mới ngạc nhiên, em quay lại em nhìn thì em thấy một cô bé rất là nhỏ con dễ thương trong một cái bộ váy màu hồng. Em cố tình em chạy từ từ lại cùng với người bạn chờ cô bé đó lên, thì em nhìn sang cô bé đó, cô bé đó mới nhìn lại em cười mỉm chi với em. Em mới thấy cô bé này dễ thương quá, em mới chạy theo em cua. Tại vì cô bé này người nhỏ nhưng mà cười không có nhỏ đúng không? Dạ. Lúc đó anh cười sao? Em cười. Đó ảnh mới lên ảnh hỏi em ơi em có tin là cái nụ cười của em mà gây tai nạn cho người khác hay không? Em xem hỏi ủa tại sao vậy anh? Anh nói tại vì em cười lớn hơn cái tiếng còi xe của anh nữa. Người ta không có nghe. Rồi lúc em có sốc không? Em thấy cũng bình thường. Thì em thấy cô bé này cũng cá tính. Tại vì mình vừa mới nói như vậy rồi mà cô bé vẫn cười mỉm chi với em. Thì em chạy theo em cưa. Em mới mời cô bé này uống sữa đậu nành. Thì cô bé này mới nói là thôi em không đi đâu. Thì em mới nói tiếp là em cứ đi đi. Đôi khi á ly sữa đậu nành có thể thay đổi cả cuộc đời em sao? Trời ơi, tinh chứ sợ. Rồi khi mà em nghe cái câu đó rồi quyết định đi liền không? Dạ không, em nghe em cũng không đi. Em cũng chạy đi về thôi. Mà ảnh đi theo cũng cưa thêm đoạn nữa. Em thấy cũng chịu khó em cho số điện thoại. Rồi chia tay nhau về. Rồi bao lâu thì mới gặp lại nhau? Khoảng một tháng. Em hôm đó em đang ngồi muốn cà phê thì có một cái tin nhắn. Nội dung tin nhắn đây là số điện thoại này là số điện thoại mới của Ni. Thì em coi lại cái tên người nhắn tới á là hi hi ha ha. Em mới sực nhớ tới à, cái cô bé mà kỳ mình gặp ở trên đường có giọng cười to. Em mới nhắn lại em hỏi có nhận ra anh là ai không. Thì cô bé này mới trả lời với em á là anh là Bùi Kiện phải không? Gì? Tại vì cái hôm đó em hỏi ảnh đó là tên gì để em lưu số điện thoại vào máy. Anh nói anh tên Kiệm. Em hỏi Bùi Kiệm hả anh? Anh cũng ừ. Ủa mà sao sao lý do gì em lấy cái tên là Kiệm? Tại vì em cũng có bạn gái rồi à, cũng muốn làm quen với bạn gái này nữa. Bởi vì em cho tên của người bạn sau lưng của em á, để khi mà lỡ em đang đi chung với người bạn gái cũ á, thì bạn gái này có điện thoại tới á, thì em nói nhầm số rồi. Trời ơi. Có nghĩa là cái ông ở sau lưng mới tên là Kiệm à. Rồi hai bạn chính thức quen nhau khi nào? Cái lần đầu tiên mà đi chơi với nhau có kỷ niệm sau gì không? Sau khi mà em nhắn tin cho ảnh rồi, rồi cái buổi sáng đó là ảnh đang đi nhậu với bạn, ảnh lại gọi em ra. Em nói là em không ra đâu. Ảnh nói là em ra đi, em nói em không biết đường. Anh mới nói là em đi taxi đến đi, anh trả tiền cho. Trời, sốc quá. Dạ, em cũng không tính đi, mà thấy sốc quá em ra coi thử coi chảnh như thế nào. Rồi sao nữa cưng? Em mới chạy ra em đón thì vừa một tay em chạy xe ra và một tay em nói chuyện với cô bé này. Thì khi chạy em bị té xe. Lúc đó em thấy anh cũng bị chạy chụa thôi, nhưng mà tại vì máu nó lấm lem. Em mới hỏi anh có sao không? Anh nói là anh không sao hết. Rồi lúc đó anh cầm cái chén lên, anh xúc đồ thì nó lại rớt cái chén xuống. Em nghĩ là chắc là gãy tay rồi. Em bắt đi khám, anh không chịu. Em mới nói vậy anh leo lên đi em chở cho. Em mới chở anh đến bệnh viện luôn. Em lo thủ tục các thứ, mọi thứ cho anh luôn. Nhưng mà sao ngộ ta? Sao lúc đó xe em không nhờ gia đình em chở em đi mà em nhờ cô bé chở đi? Thì em có liên lạc với lại gia đình và điện cho bạn gái cũ. Thì không ai tới hết, ai cũng bận việc hết. Em nghĩ là tại sao mình rất là nhiều bạn gái, nhưng mà khi mình bị nạn thì lại một người không quen với mình mà lại săn sóc mình. Tự nhiên anh ngồi anh khóc. Em mới nghĩ trong đầu chắc là công tử bột đau quá khóc sao đó. Em mới nghĩ là ảnh tại vì là ra đón em cho nên bị tai nạn. Em mới tới nhà em chăm sóc cho ảnh. Rồi từ đó mới là nảy sinh tình cảm. Nảy sinh thôi, vậy thì bao lâu thì mới yêu? Tại ảnh hay tặng quà bất ngờ, những cái rất là lãng mạn cho nên em yêu luôn. Vậy thì những câu chuyện khi yêu sao? Quen nhau được 6 tháng thì em thấy cái tin nhắn của bạn gái cũ nhắn tới. Mà nhắn không có nhắn bình thường chị. Nhắn là mật mã IBCZ gì đó. Em mới nói là nếu mà tin nhắn bình thường thì tại sao phải nhắn mật mã. Em bắt ảnh phải gọi gọi lại giải thích nói chuyện rõ ràng. Mà ảnh không chịu, anh nói em là nhỏ mọn quá. Mình quen mà. Thì mình cũng phải có chút xíu gì đó ga lăng với người bạn gái cũ. Mình kết thúc trong một cái sự tốt đẹp. Chứ đừng để cho người ta phải suy nghĩ về mình là còn cái gì đó. Rồi cách cuối cùng là sao? Dạ thì chia tay không có liên lạc. Sau đó là mới huề lại. Ủa mà sao huề? Cũng cái chiêu làm quà bất ngờ đó anh. À cũng xài chiêu đó nữa. Dạ. Em cũng vượt ngã nữa. Dạ. Rồi tiếp tục là vẫn cứ quá trình của một anh chàng đào hoa nữa không? Quen nhau lại khoảng 3 tháng thì có cô bạn bạn mới. Có nghĩa là trong thời gian mà giận nhau đó là em đã kịp quen thêm một cô nữa rồi đúng không? Nó có giống lần thứ nhất không? Em không có biết. Ảnh nói với em là ảnh đi qua Campuchia làm công việc cho nên không có sóng điện thoại để liên lạc với em. Em cũng tin. Có một lần ảnh nói ảnh về Trà Vinh chơi với bạn,
Thì vô tình em tìm được cái sim cũ, mà trong cái sim cũ đó lại có cái số điện thoại anh ở Trà Vinh. Em mới gọi em hỏi là có anh đó ở dưới Trà Vinh chơi không, thì cái anh bạn nói là không có. Chưa, anh ấy tính không bằng trời tính. Rồi sao nữa cưng? Em mới lên kế hoạch, em điện cho anh kia là nói dối vợ em. Ông có bồ tôi không? Đúng không? Dạ. Ê cha, cao cơ dữ ta. Em mới kêu ảnh là gọi lại cho vợ em á, là nói với vợ em là không biết em là ai, nên không dám nói là Hiệp đang ở đây, tưởng là Hiệp đi chơi mà sợ bạn gái là điện lên thấy ai không biết là vợ Hiệp nên mới nói như vậy. Chị, rồi làm sao mà em phát hiện ra được? Cô bạn gái đó tự động gọi cho em, tự khai hết từ A đến Z luôn. Em thấy chị đó kể thì nghe cũng tội nghiệp, giống như là anh này gạt, cũng giống như em bị gạt, cho nên em muốn chia tay để nhường anh này cho chị kia, mà anh không chịu. Rồi không sao? Chịu rồi sao? Em mới suy nghĩ, em cảm thấy không còn người phụ nữ nào mà hơn cô bé này nữa hết. Em mới quyết định là em đưa ba mẹ em sang nhà cô bé đó hỏi cưới. Hỏi cưới luôn. Trời ơi. Quá bất ngờ. Thì công nhận em chứ. Cũng bất ngờ hết hồn, tại vì chưa có chuẩn bị gì hết mà được hỏi cưới vậy đó. Rồi có đồng ý không? Cũng ừ tiếp. Có nghĩa là cưới nhau. Vậy thì anh muốn nghe những câu chuyện bất ngờ sau khi cưới. Sau khi cưới phải không? Ừ. Lúc mà cưới về em cũng mới phát hiện là cực kỳ gia trưởng, là khó tính. Ảnh nói cái gì cũng bắt em phải là nghe theo, phải là một người vợ hoàn hảo. Bắt em khi mà gấp khăn phải là gấp bốn góc bằng nhau. Ăn nói phải là ý tứ. Ăn cơm không được vừa cầm đũa vừa cầm thìa, không được đưa cái tay ăn mà quá cái mặt, ngồi ăn như tiểu thư. Bắt em đừng đi hai hàng. Rồi á, em thực hiện được mấy cái? Em thực hiện được 5 cái. Cái cuối cùng là cái nào? Dạ, đi hai hàng. Không thực hiện được? Dạ không. Tại sao? Tại vì cái gì mình sửa được mà. Gen gia truyền nhà em là từ ông bà, cha mẹ, anh chị cũng đi hai hàng. Mà em đi 20 mấy năm rồi, sao em sửa đâu sửa được. Có câu chuyện gì nào mà cái lúc mà cái hình ảnh tướng đi hai hàng của vợ em nó đáng yêu vô cùng không? Dạ có anh. Bữa đó em đưa vợ em đi lên chợ Tân Bình để mua những cái thiết bị đang cho vợ em trang điểm. Trong chợ là những cái sạp nó kế nhau và cái lối đi nó rất là nhỏ. Vợ em thì đi trước, em đi sau. Rồi sau cứ đi thoăn thoắt, em đi sau, em lụm hết cái này lụm tới cái kia, cứ đi tới cái hàng nào là đồ của hàng đó rớt. Ủa là sao? Là gì? Đi hai hàng. Đi hai hàng. Trời ơi. Đi là có phải đi vào cái dịp Tết không? Dạ không, bình thường anh. À, như vậy đi cái dịp Tết chắc có lẽ là rớt hết nguyên sạp luôn. Rồi em lượm rồi sao? Thì em lượm lên em máng lên giùm ta, ta cảm ơn em. Mà người ta quay qua người ta chỉ cô bé đó nói á, chợ nhỏ này sao nó đi tướng gì mà hai hàng nó đi đụng đổ đồ này, không biết nó lấy chồng nào. Em cũng nói theo, trời cô bé này con nhà ai đi kỳ vậy, chứ em đâu dám nói chửi luôn em sao. Không dám nhận là vợ mình sao bị chửi luôn. Dạ. Trời, con nhận em anh hùng ghê, Em có phát hiện thêm một cái điều gì về vợ nữa không? Dạ có chị. Lấy cô bé này về ngủ thì xoay như kim đồng hồ. Em mới nói thôi bây giờ về đi coi nó sửa được hay không. Em mới nói thôi giờ anh buộc tay buộc chân em lại thử vài lần. Thật sự là em cũng muốn vợ chồng thay đổi cho nó phù hợp với nhau trong lúc ngủ. Khi mà anh chồng em anh yêu cầu em vậy đó, em cảm thấy như thế nào? Tự ái chị. Cái gì cũng bắt mình rồi, bây giờ ngủ cũng không cho thoải mái nữa. Bắt cột tay cột chân lại nên em giận, em bỏ về nhà mẹ em luôn. Cho anh hỏi nè, cứ mỗi lần giận vậy là bỏ về nhà mẹ hay sao? Dạ không, cũng không có, cũng phải tìm cách chứ chị. Em mới nói là bây giờ anh thay đổi đi, mỗi lần anh giận anh tức em á, anh đừng có chửi em nữa, mà anh phải nói là em đẹp quá, em dễ thương quá. Có em nói sao? Em nói nha, anh yêu em lắm, em đẹp lắm, tại chân em là em đẹp lắm, em dễ thương lắm. Cái tâm lý đó là như vậy. Thôi mà chị hỏi nè, cái đó là những cái bất ngờ của gọi là chồng á, khi cảm nhận được ở vợ. Nhưng mà còn em á, hiện giờ á, đối với em á, chồng em có những cái bất ngờ gì? Thì chứ anh không biết làm gì hết trơn á. Tại vì có một cái biến cố xảy ra cho nên anh thay đổi tính tình từ đó. Hồi lúc mà mới cưới thì anh chỉ bắt em ở nhà chơi điện tử, chị không cho đi làm. Nhưng mà em rất là thích đi làm, cho nên em cố gắng em lén em đi làm, rồi em mới dành dụm tiền bạc này kia em giấu hết. Rồi lúc đó làm ăn thất bại rồi ảnh mới suy nghĩ là đi tự tử. Trời, gì bi quan dữ vậy? Lúc đó thì em xuống tận cùng vực thẳm rồi, tất cả mọi thứ em không ổn hết. Thì hôm đó em mới suy nghĩ đần độn tí xíu là em lên trên cầu em tỉnh tự tử. Thì em mới ngồi em hút hết một gói thuốc và uống một ly cà phê. Thì hút xong cái em cũng vừa tính nhóm chân để em làm việc đó, thì có hai người vịn vai của em mới giật mình lại. Thì là hai anh bảo vệ cầu, ảnh giữ em lại và ảnh phạt em cái tội xả rác. Phải không? Thì quá ra rồi sao nữa, hồi hộp quá. Sau khi mà ảnh bị bảo vệ bắt á, thì chắc tỉnh rồi, đi về nhà. Hai vợ chồng nhau mới bàn bạc là giải quyết vấn đề. Anh không ngờ là những cái tiền mà hồi xưa ảnh cấm em đi làm mà lúc đó là em dành dụm để trả nợ cho ảnh, cho nên từ đó là ảnh bắt đầu anh thay đổi luôn. Quan trọng là có cho em đi làm không? Dạ, còn phụ giúp em nữa. Dạ, phụ giúp gì? Lúc đó là để trả nợ thì em có buôn bán, em bán sinh tố, bán phá lấu thì ảnh ra ảnh phụ. Cái việc như là từ trước đến giờ ảnh chưa làm. Chưa bao giờ làm, vì ngày xưa là công tử mà giúp cô gái bạn chơi thôi. Nhưng bây giờ thì phụ vợ buôn bán, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ, rửa chén là làm hết luôn. Em hạnh phúc không? Thì bây giờ mọi việc ngày xưa vợ em làm cho em, thì bây giờ quán đó là em làm hết toàn bộ mọi việc đó cho vợ. Tất cả mọi việc mà em thấy hạnh phúc. Chị cảm nhận rằng bây giờ hai tụi em đang rất là hạnh phúc. Thế thì xin hỏi hai bạn là hai bạn có muốn hoàn hảo hơn không? Nếu như có thể thì em muốn vợ em trở về như lúc trước. Tại vì
em thay đổi thì vợ em bây giờ lại thay đổi ngược lại là giống như em ngày xưa. Cái gì kỳ cục vậy? Em làm đúng á, vợ em nói sai em cũng phải nghe sai. Trời, bất ngờ. Bất ngờ nữa, như là bất ngờ cho tụi chị nè. Và bây giờ là vợ em thay đổi. Em thương anh lắm. Thương anh lắm. Đó. Nói chung là tại vì hỏi thiệt em nè, hồi lúc mà chồng em á chưa thay đổi như bây giờ á, em có thấy khó chịu không? Rất là khó chịu. Em cảm nhận được cái điều khó chịu đó thì chị nghĩ rằng em phải cảm thông được cái cảm nhận của chồng em khi mà mình trở lại con người sau y bản chánh của anh ấy lúc trước chứ, đúng không? Và cái mong muốn của chồng em là hoàn toàn hợp lý. Qua cái buổi trò chuyện này chắc có lẽ là tụi em sẽ cảm nhận được rằng là trong gia đình mình ai cần phải thay đổi để cho cái gia đình mình nó sẽ hoàn hảo, đúng không? À, nhân dịp đầu năm xin chúc cho hai bạn sẽ có một cái Tết hoàn hảo và một năm như ý nha. Dạ, xin cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Trời, nhìn bữa thấy sưng rồi, nhìn thấy sưng rồi. Thấy sưng mà thấy cặp cô dâu chú rể mặc đồ truyền thống vậy tôi nhìn thích ghê. Vừa thấy cô dâu có cái áo dài màu đỏ và thêm một chú rể màu xanh. Đúng rồi. Hy vọng một năm mang sẽ mang đến một cái năm mới rất là nhiều may mắn cho tất cả mọi người. Em giới thiệu cho mình đi. Em là Lê Thanh Điền, 34 tuổi. Em làm công tác đoàn của công ty dược Sài Gòn. Em tên là Trần Thị Thanh Thảo, năm nay em 32 tuổi. Em cũng là cán bộ đoàn của quận 4. Thế hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai vợ chồng lúc đó là được đi học lớp cán bộ đội. Vợ mình lúc đó không phải là người của mình chọn. Lúc đó mình làm quân sư cho một cái người bạn trong lớp. Để cưa bạn gái. Để cua của bạn này, rồi sao? Mình hướng dẫn anh nó rất là nhiều chiêu. Rồi cuối cùng thì quá nhiều chiêu thì chiêu nào cũng không được. Cuối cùng là chỉ có người quân sư được. Ủa ông quân sư này làm sao mà không được vậy? Vô lớp thì em cũng không để ý tới ai. Anh đó thì ảnh mới để ý tới em rồi gọi điện thoại rồi mời đi ăn. Mà do là em cũng không có thích nên là em từ chối hết. Nhưng mà vô tình thì lại quen với quân sư. Vô tình sao? Dạ, trong một cái đợt tập văn nghệ của lớp để chuẩn bị chào mừng 20 tháng 11 á, thì tụi em có tập trung. Thì lúc đó mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Ủa chị thắc mắc nè, tại sao lúc đó em lại để ý? Lúc đầu em không để ý mà. Lại lúc mà mình làm quân sư thì nó khác. Sau này mình nhìn lại thì mình thấy bạn này cũng xinh xắn, dễ thương. Thôi quân sư người ta không được rồi, giờ thôi mình phải chuyển thành của mình trước. Đó là mình mời hát chung. Rồi sao nữa? Sau đó thì tụi em có một cái buổi đi chơi chung với lớp á, thì cũng có một số anh trong lớp đề nghị là chở em. Mà lúc đó thì anh Điền cũng đề nghị, rồi em cũng đồng ý cho anh Điền chở đi chung. Mình được chở bạn nữ xinh nhất của lớp á, là tụi mình thấy cũng vui. Quá hãnh diện chứ, đúng không? Lúc đó mình chở đi là rất nhiều người nói, thằng này nó hướng dẫn ra là giới thiệu. Lúc đó thì chỉ thích nhau thôi. Sau đó 3 ngày thì tổ chức một hội trại để mình tổng kết lớp. Thì buổi tối đó nguyên một nhóm bạn với thầy cô cùng đi ra ngoài biển. Và lúc đó thì cái cảm xúc mình dâng trào. Cảm xúc dâng trào là làm gì? Nắm tay. Và cái nắm tay đó cũng một cái lời yêu mình ngỏ. Tin nổi không trời? Mới quen rồi nắm tay rồi cho không ta? Người ta nói là tích cảnh sinh tình. Thì lúc đó anh Điền mới thể hiện tình cảm bằng một cái nắm tay. Thì em nghĩ cái nắm tay đó là cũng một cái gì đó để ngầm hiểu. Dạ, ngầm hiểu. Rồi vậy từ khi nắm tay bà biển là ngươi là chính thức quen nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì sau khi quen nhau thì hai bạn có chuyện gì vui không? Dạ có một lần mà em đang ngồi ở cơ quan em làm việc á, thì em mới nhận được một cái tin nhắn của anh Điền gửi đến. Cái nội dung tin nhắn là Mai ơi ăn bánh tráng không, xuống đây Điền dẫn đi ăn cho. Thì cái chị Mai đó là bạn gái cũ của anh Điền mà nhắn cho chị Mai lại nhắn lộn cho em. Nên là tá quả lên, rối quá. Quen cứ mỗi lần rồi nhắn nó mới gửi, quen rồi cứ vô gửi, cứ vô em yêu cái nghe điện thoại lại chết rồi, chết chắc rồi. Bây giờ phải nói gì mình mới nói anh thử coi em sao, coi em có ghen không đó. Còn ghen đó. Hay Dạ lúc đó em không tin, chị không có chấp nhận cái chuyện là nhắn lộn tin nhắn như vậy. Tại sao em không nhắn rủ em đi ăn bánh tráng mà lại rủ cái chị kia? Nên là em giận mấy ngày. Nghĩa là giận mấy ngày luôn? Dạ đúng rồi. Vậy thì sau đó còn phát hiện ra cái gì bất ngờ á, ông chồng hay nhắn tin nhầm này không? Anh Điền thì vô tình hay cố ý thì em không biết, nhưng mà những người bạn gái của anh Điền lại có chung một tên Thảo. Mấy người lận em? Ba người. Tình cờ hay là do bạn ấn tượng cái tên Thảo? Không, cái đó là tình cờ. Với chắc mình cũng là một cái âm mưu của mình á. Nếu mà có lỡ mà nằm mơ mà nhớ bạn gái cũ Thảo ơi anh yêu em thì lúc đó vợ mình còn thương mình nữa. Trời ơi. Trời, tội nghiệp thuận quá à, té hoài. Trời ơi, đúng là âm mưu ghê luôn.
ghê thiệt chứ. Âm công nhận á, tiếp xúc nhiều mới thấy á, đàn ông nhiều chiêu thì có thật. Nhưng mà em có rắc rối gì với cái chuyện mà ba cô cùng tên Thảo không? Trong ba người tên Thảo đó là em người thứ hai. Đời nhì đó phải không? Đời nhì. Ủa? Ủa còn đời ba là sao? Không lẽ đời ba sau em? Dạ đúng rồi, tại lúc đang hai người đang quen thì có một chị cũng tên Thảo cũng thích anh Điền. Có nhiều tình huống xảy ra nên là em phải dùng cái chiêu là lạc mềm buộc chặt đi. Lôi anh Điền về với mình. Em buộc làm sao? Thì lúc đó cũng chia sẻ rồi phân tích rồi dùng những cái chiêu của một người phụ nữ, em nghĩ chị Hồng Vân biết mà. Dạ. Đúng là lạc mềm buộc chặt. Có lúc nào mà em cảm thấy em bị áp lực đối với cô Thảo này với cái kiểu mà buộc rồi mềm rồi nói chung là chiêu thức của cổ mà đến độ em cảm thấy em stress mà em phải trốn chạy cuộc đời này không? Dạ có chị. Có mấy lần nhất sợ nhất là gọi điện thoại xuống. Vậy hả? Gọi điện riết mà thiệt, nhiều khi là em nói với nhà nói là đừng gọi và nhắn tin cho anh nữa. Có bài hát đó. Vậy à? Sao vậy em? Tại sao phải gọi nhiều như vậy? Ảnh có cái tật là khi mà đến bàn tiệc rồi vô ngồi rồi bắt đầu cụng ly với bạn rồi á, thì em gọi thì mới là phát hiện là ảnh đã vô nhập tiệc rồi đó. Nên có nghĩa là đi trước khi đi nhậu là không bao giờ gọi. Dạ, chỉ gọi sau khi đã xỉn không rồi. Tức là để em phát hiện không à chị? Nhưng mất mà mắc gì mà em không điện cho vợ em biết là anh đi nhậu ở cái địa điểm này nghe. Lỡ có chuyện gì thì hốt anh về, ví dụ vậy. Anh Thuận có đi nhậu không? Có. Anh em ở đây người nào mà có gia đình rồi á, đi nhậu mới biết. Nhậu mà lúc nào mà gọi cho vợ trước á là bảo đảm là sẽ bị cằn nhằn. Là nhậu mất vui phải không? Đúng vậy. Thôi để mình cứ nhậu giữa chừng cái mình gọi có la cái gì á. Với mình có một cái chiêu nữa. Mỗi lần mà vợ gọi lại điện là cứ alo, vậy đi nha, ok vậy đi nha. Cái mấy đứa bạn nó hỏi ai gọi mày, vợ tao gọi. Ủa tưởng mày làm ăn cái gì? Tưởng mình đang làm, mình cứ gọi vậy để cho mấy bạn nó khỏi nói mình sợ vợ. Hay. Thực ra là mình có sợ vợ đó đúng không? Vậy thì anh hỏi em nè, bao lâu á em mới quyết định là cho ông dặm rồi? Tụi em làm đám hỏi năm 2006. Làm đám hỏi xong thì mới suy nghĩ, đám hỏi xong rồi lỡ anh bỏ em thì thiệt thòi cho người nữ. Thì hai đứa mới quyết định là đăng ký kết hôn. Rồi cưới liền? Dạ không, tới 2007 mới cưới. Trời ơi, tới một năm sau mới cưới luôn hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó là ông chủ tịch phường mới nói là thằng Điền là nó bị kêu án chung thân rồi. Một năm sau nó mới được thụ hình. Nè nói nghe nè, nhưng mà đã đăng ký kết hôn xong rồi mà không ở chung nhau như vậy á, Thảo có sợ không? Đâu có gì đâu sợ anh, tại vì còn trên danh nghĩa pháp lý là đã có giấy đăng ký kết hôn rồi. Nên là anh Điền có làm cái gì em cũng không sợ. Trời ơi, tụi em có cảm thấy là dại dột không khi mình bỏ phí mất một năm? Em nghĩ thì trong quá trình một năm đó để cho tụi em chuẩn bị về nhà cửa, quen từ từ cái nề nếp của hai bên gia đình rồi mới về ở. Nhưng mà hai ông cụ xui á có hợp nhau không? Bố vợ của em á là người nói vùng Bắc, còn ba em là nói vùng Nam. Ba em á thì bị lãng tai, còn bố vợ em á trong chiến tranh á, bố là thương binh nên thành ra bố cũng nặng tai lắm. Cái ngày để chuẩn bị đám cưới hai người mới nói chuyện thì hai ông nói chuyện hay lắm, cứ dạ ok nghe quyết đó. Nhưng mà thật ra không biết gì hết, không nghe gì hết đúng không? Không nghe gì hết. Ông nào cũng lắng tai. Và cuối cùng là hai mẹ mới ngồi nói chuyện với nhau mới thống nhất truyền tải lại cho hai ông. Là trong đám cưới của hai bạn chắc chắn nó có rất là nhiều câu chuyện vui đúng không? Thì nó cũng có nhiều chuyện lắm. Chuyện gì? Ba em á là bắt hai bên đều bận với áo dài khăn đóng hết. Mới ban đầu là mình thấy nó rườm rà quá, sau này mình nghĩ lại là cán bộ đoàn nữa, mình giáo dục cái truyền thống nữa, coi như là anh em nè rồi chị em đôi bên phải mặc áo dài khăn đóng hết. Đúng, lúc đó tụi em phải đi thuê áo dài khăn đóng cho em, thuê hết cho tất cả các anh chị em. Trong đó thì có một người em của anh Điền ở bên Hà Lan về cũng thích bận áo dài khăn đóng, cũng bưng quả. Thì lúc đó cái em đó lại không có chịu cái màu của những người bưng quả mà lại đòi màu của chú rể, nhất quyết là phải mặc cái màu này nó mới đẹp, cái màu này nó ngon hơn cái màu kia. Xong rồi thì ở nhà anh Điền rồi phải giải thích cho các em đó là con phải mặc cái bộ cho phù hợp với lại bưng quả, còn cái của chú rể là người ta riêng. Thì sau đó các em nó mới chịu. Mới chịu đó, dạ, còn không mình nặng nặc bữa là coi như là cướp là... đồ chú rể. Cũng dễ thương quá. Cái đám cưới nhiều chuyện vui thiệt á. Điền với Thảo có mấy bé rồi? Dạ mới có một bé 2 tuổi. Dạ. Vậy thì Điền mong muốn Thảo có thay đổi gì không? Và mình muốn là bớt việc bởi chăm sóc gia đình tốt hơn. Vậy thôi à? Thế còn Thảo? Em cũng mong muốn là ảnh cũng bớt những cái tiệc ngoài giờ á, cái nhịp độ mà nhậu trong tuần nó rất là nhiều. Nên dạ. Nghĩa là điều mong mỏi Thảo có Điền duy nhất là gì, bớt nhậu xíu thôi. Tức là thực ra hai bạn này á đều có một cái mong muốn giống như nhau là dành thêm thời gian cho nhau nữa. Và cần thiết nhất là cho đứa con của mình. Chị nghĩ rằng cái này nếu mà các bạn muốn thì các bạn sắp xếp được mà đúng không? Đơn giản. Tất cả là do mình.
Đó, rất may mắn là ngày hôm nay trong cái ngày đầu năm mới, ngày xuân á, mình được tiếp xúc với hai cặp vợ chồng mà các bạn là gần như á, là trong cuộc sống các bạn rất là hài lòng về nhau. Những cái điều mà mong mỏi thay đổi nó chỉ là một chút xíu xìu xiu, mà nếu mà làm được á thì sẽ là những cái gia đình hết sức là hạnh phúc. Điền bớt bạn bớt bè bay về bên bé. Bay về bên bé, trời thơ kỳ quá. Rồi, cảm ơn hai bạn.